Anh biết không, sau khi anh ăn mặc trang trọng thế này, trở nên càng đẹp trai hơn đấy. Tôi vốn dĩ đã đẹp trai như vậy rồi. Cả đời này anh ghét nhất là đánh bạc, nhưng hôm nay anh nhất định phải cược với em một ván. Hoan nghênh anh đặt cược. Chiếc dây chuyền này là mẹ anh trước khi qua đời trao cho anh, cũng là báu vật của nhà anh. Nó đối với anh vô cùng quý giá, anh sẽ tặng nó cho em, xem như tiền đặt cược. Cược thế nào? Nếu như cả đời này em phản bội anh, hoặc anh phản bội em, em phải trả nó lại cho anh, xem như anh thua. Vậy thì chắc chắn anh sẽ không thua đâu. Tần Tư Tư em cả đời này chưa từng phản bội bất kỳ ai, cũng chưa chắc. Được, thế nào thì tính là anh thắng. Đeo nó cả đời. Vậy thì anh thắng rồi. Đồng ý. Đây chính là người bạn gái hoàn hảo của tôi. Nhưng giữa chúng tôi xem ra hoàn toàn không hề đơn giản như vậy. Chuyện của chúng tôi bắt đầu từ 42 ngày trước. Quý ông tốt số. Cảm ơn chú. Anh không sao chứ? Ây da. Được rồi. Đừng có ở đó giả vờ nữa. Nếu tôi là cậu, sẽ quỳ gối xuống trước mặt người ta ngay. Cô ấy lái xe đâm phải tôi. Dựa vào cái gì mà tôi phải quỳ gối trước cô ấy? Thì dựa vào cái này. Cái gì? Người ta đền tiền thuốc men cho cậu, còn nữa, phí tổn thất tinh thần. Bao nhiêu? 3 vạn. Ngân hàng mấy giờ đóng cửa? 5 giờ. Bây giờ mấy giờ rồi? 4:30. Tôi thực sự không hiểu tại sao người bị đâm không phải là tôi. Quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Chiếc xe đó sao không đâm cậu chết đi? Nếu như đâm chết cậu, vậy thì tiền không phải thuộc về tôi sao? Đùa tí thôi. Tôi tính ra rồi. Tính ra cái gì? Dạo gần đây cậu chắc chắn may mắn.
ngầu quá. Xe lăn ngầu quá. Ngầu đấy. Cháu không sao chứ? Hình như có sao ạ. Cái này, đây là cái gì? Tiền lương tháng sau. Phát lương trước sao? Tháng sau cậu không cần phải đến nữa. Cậu bị sa thải. Tại sao? Bà chủ khiếu nại cậu. Hơn nữa còn yêu cầu phải đuổi cậu. Tại sao chứ? Tại sao cái gì? Bởi vì cậu đã đuổi bà chủ. Sao tôi lại đã đuổi cô ta? Người ta vừa lái xe tông cậu. Cậu liền tông con trai người ta. Đó không phải là trả đũa thì là gì? Đó hoàn toàn là chuyện trùng hợp. Trùng hợp. Vậy 3 vạn tệ cũng là trùng hợp. Trả 3 vạn tệ cho cô ta còn không được sao? Có chuyện gì sao ạ? Cái đó. Cháu không sao chứ? Chú nói xem. Còn đau không? Đương nhiên đau rồi. Thật sự xin lỗi. Trong nhà có ai không? Cháu không phải người sao? Bố mẹ cháu không có nhà. Mẹ cháu đi làm rồi. Cô ấy làm ở đâu? Bên này xin mời. Xin chào, tôi muốn tìm cô Tần Tư Tư. Anh và Tần Tổng có hẹn trước không? Tần Tổng. Tôi không có hẹn trước. Ngại quá thưa anh. Tần Tổng của chúng tôi rất bận. Anh vẫn nên đặt lịch hẹn trước rồi hãy đến. Tôi có thể dùng nhà vệ sinh của các cô một chút không? Dạ được, tầng trên. Cảm ơn. Tần Tổng, ngại quá đã làm phiền cô. Sao vào được đây? Tôi lẻn vào từ cửa. Tần Tổng, lần này tôi đến đặc biệt muốn xin lỗi cô để đền tội ạ. Tôi không cẩn thận làm con của chúng ta. Không, con của cô bị tông xe. Nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng. Phải rồi, lần trước tôi lừa cô. Không, lấy 3 vạn tệ của cô. Bây giờ trả lại cô, xem như quà. Tiền tôi không cần. Cầm lấy rồi cút đi. Tiền sao có thể không cần chứ? Tôi cũng không thể cần. An toàn không? Tần Tổng. Tần Tổng. Tần Tổng. Cảnh cáo anh, không được đi theo tôi. Tôi không đi theo cô. Cô đừng khiếu nại tôi. Cô khiếu nại tôi thì cô sẽ bị sa thải. Tôi bị sa thải rồi sẽ thất nghiệp. Thất nghiệp rồi sẽ không có cơm ăn. Không có cơm ăn sẽ chết đói. Tôi sẽ suy nghĩ. Tần Tổng. Tần Tổng, cô đợi chút. Không phải tôi vừa đồng ý với anh rồi.
Tôi sẽ suy nghĩ. Đừng phiền tôi nữa, được không? Tôi không có phiền cô. Tôi chỉ là muốn cô suy nghĩ lại. Nghiêm túc suy nghĩ lại. Tôi sẽ biến mất ngay, được không? Túi của tôi. Bắt trộm. Đừng nói chuyện bao đồng. Làm gì vậy? Đừng qua đây. Bệnh à? Xin lỗi. Đẹp trai quá. Ai đẹp trai? Đương nhiên là anh rồi. Đừng chạy. Đại ca, anh tha cho em đi. Em không dám nữa. Em lại anh một lại. Em lại anh một cái nữa. Em lại anh hai cái. Cười cái gì mà cười? Trắng đấy. Túi của cô. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Anh nhìn thấy hết cả rồi. Đồ lưu manh. Nói cả nửa ngày. Cô biết tại sao lại không may vậy không? Tại sao? Bởi vì kẻ tiểu nhân bên cạnh cô quá nhiều. Quý nhân quá ít. Muốn thuận lợi, cô phải tìm quý nhân. Vậy quý nhân của tôi ở đâu? Đây. Đây là ý gì? Xem quý nhân của cô rốt cuộc ở đâu. Bệnh viện trung tâm. Tôi thật sự không hiểu. Sao cậu có nhiều phúc khí vậy? Sắp bể đầu dở sọ rồi, lấy đâu ra phúc khí? Người ta hủy bỏ khiếu nại cậu rồi. Đây không phải phúc khí thì là gì? Đây là đồ người ta tặng cậu. Nhiều tiền vậy sao? Tiền gì chứ? Thực phẩm dinh dưỡng. Không có giá trị thì có ích gì? Cái này còn không có giá trị sao? Tôi nói cậu nghe. Rồi hư chuyên trị thận hư. Nhớ lấy, quý nhân của cô là người ở bên cô suốt đời. Cô kết hôn chưa? Kết hôn rồi. Ly hôn rồi. Chồng tôi chết rồi. Tìm một người khác. Tìm rồi. Cũng chết rồi. Không sao, tiếp tục tìm. Tìm rồi lại chết rồi. Ba người chồng của cô đều chết rồi. Số cô vất vả thật đấy. Tôi thấy đây là trùng hợp. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Đây chính là số mệnh. Cô tuổi gì? Tôi tuổi gà.
Cô là gà. Không không không, tôi cầm tinh con gà. Cầm lấy. Ồ, đại sư, chữ gì trong Chu Di này? Ông viết sai rồi. Không sai, tôi tên Chu Nghĩa. À, tôi hiểu rồi. Tôi tính cho cô xem. Nhớ kỹ, quý nhân của cô nhất định phải là người cầm tinh con trâu. Hơn nữa, anh ta còn là mệnh mộc. Không những tám chữ số mệnh mang mệnh mộc, tên của anh ta cũng phải có một chữ mộc. Nếu như tôi không tính nhầm, người này vẫn mặc đồng phục. Anh ta với duyên phận của cô có thể nói là tuyệt vời. Ngựa thần nước gió tung mây, hối hận không kịp, là xông pha khói lửa. Hai người ở bên nhau, trước tiên là rắc rối không ngừng, sau là trải qua khó khăn. Anh ta là âm hồn bất tán, cô là suy nghĩ viễn vông, cuối cùng là tình cảm tràn lan. Thiên cơ không thể tiết lộ, tới lúc đó cô sẽ biết. Anh Lâm, sao cô đến đây? Tôi tới thăm anh. Thăm tôi à? Anh Lâm, hỏi anh một câu được không? Nói đi. Anh hỏi gì? Cái gì? Ý tôi là tên của anh là hai chữ mộc ghép vào nhau sao? Đúng, hai chữ mộc. Lâm trong rừng cây. Vậy anh cầm tinh con gì? Trâu. Anh là mạng mộc đúng không? Sao cô biết? Tôi mạng mộc. Quá ra anh ta chính là phúc tinh đến giải cứu mình mà đại sư nói. Tần Tổng, cô không sao chứ? Không sao. Sao có thể chứ? Chứ dù là tình trạng kinh tế, địa vị xã hội hay là trình độ giáo dục, hai người cơ bản không cùng một tầng lớp. Vấn đề là tất cả điều kiện của anh ta phù hợp với những gì đại sư nói. Phù hợp chỗ nào? Cậu nghe mình nói nè, mình và anh ta đúng thật là cùng trải qua hoạn nạn. Mình từng hỏi anh ta, anh ta chính là mạng mộc, trong tên còn có hai chữ mộc, hơn nữa còn cầm tinh con trâu. Cậu thử nhìn anh ấy xem, mỗi ngày đi làm không phải đều mặc đồng phục sao? Đồng phục bảo vệ cũng gọi là đồng phục. Mình mặc kệ, đó cũng là đồng phục. Dù sao nhìn cũng rất đẹp trai, nhiều người thích. Tình yêu của tôi, cậu cũng là người có trình độ, tại sao lại tin loại giang hồ lừa đảo này vậy? Cậu cho rằng cậu và tên bảo vệ đó ở cùng nhau sẽ hạnh phúc sao? Vậy cậu nói xem, mình phải tìm một người như thế nào mới có thể khiến mình hạnh phúc? Được rồi, về rồi mình sẽ giới thiệu cho cậu một người. Anh cũ, đi làm nhé. Tôi nói với cậu một chuyện. Chuyện gì? Tôi giới thiệu cho cậu một đối tượng. Đùa nữa, đừng đùa. Không đùa, còn vô cùng đáng tin. Cô ấy rất giàu có, không những là người có tiền mà còn rất xinh đẹp. Chỉ có điều cô ấy đã kết hôn rồi. Ly hôn rồi sao? Không phải, chồng chết. Có con không? Không có. Vậy cũng được. Nếu cậu cảm thấy phù hợp, ngày mai chúng ta có thể gặp mặt. Nói rồi đó, nếu như cậu không có ý kiến, tháng sau có thể kết hôn. Tháng sau? Gấp vậy sao? Chồng cô ấy không phải chết rồi sao? Cô ấy cảm thấy khoảng thời gian này không thuận lợi, muốn mau chóng kết hôn, xung hỷ. Chồng cô ấy chết lúc nào? Sáng sớm hôm trước. Sao anh không chết cùng chồng cô ta đi? Tôi... Cô Tần Tư Tư sao?
Vâng. Tại hạ Charles. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Đừng khách sáo. Nên mà. Nhìn đường đi, nhìn đường. Tôi đến rồi, cảm ơn. Cô Tần, đợi một chút. Sao vậy? Tôi tiễn cô. Không cần đâu, muộn thế này rồi tôi tự đi được. Anh làm gì vậy? Cô Tần, cô có tin tiếng sét ái tình không? Tôi tin. Bỗng nhiên tôi phát hiện tôi yêu cô. Cô Tần, tôi yêu cô. Anh làm gì vậy? Cô Tần, thư giãn đi. Chỗ này không có người. Thư giãn, thư giãn. Anh bỏ tôi ra, anh bỏ tay ra. Bỏ cô ấy ra. Anh Lâm, hôm nay rất cảm ơn anh. À, đừng khách sáo. Tôi đi đây. Đợi chút. Anh Lâm, tôi xin anh chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai. Đương nhiên rồi. Tạm biệt, ngủ ngon, tạm biệt. Anh đợi đã. Lần này không phải ảo tưởng. Mặc kệ, tới đi. Cái này xem như tôi cảm ơn anh. Đừng khách sáo với tôi. Cái này không thích hợp lắm. Cảm ơn anh nhiều. Tôi vào đây. Bye bye. Cái này không thích hợp lắm mà. Trong thẻ này có bao nhiêu tiền? Không biết. Kiểm tra đi. Kiểm tra thế nào? Không có mật khẩu. Vậy thì cậu hỏi đi. Hỏi ai? Hỏi cô gái đó. Cái này thích hợp sao? Chẳng có gì hợp hay không hợp cả. Mình cảm thấy tên bảo vệ đó rất có duyên với mình. Cậu không phải nhìn trúng anh ta rồi chứ? Gã này không ai là không nhìn trúng tiền của cậu cả. Chắc không phải đâu. Hôm qua mình đã thử rồi. Thử thế nào? Hôm qua mình cho anh ấy một cái thẻ ngân hàng 10 vạn tệ. 10 vạn tệ. Nếu như anh ấy tiêu tiền, chứng minh anh ấy chỉ vì tiền mà giúp mình. Nếu anh ấy trả lại thẻ cho mình, vậy thì chứng minh anh ấy không phải một người đàn ông tầm thường. Mình dám khẳng định khả năng anh ta trả lại là không. Tần Tổng, có người tới tìm cô. Xin lỗi. Tần Tổng, thẻ này của cô, anh thực sự trả lại à? Quá vĩ đại. Là ý gì? Không có ý gì cả. Anh Lâm, lát nữa rảnh không? Làm gì? Tần Tổng, tôi vẫn nên về thì hơn. Dạo trung tâm thương mại, tôi cũng không biết mua gì. Tôi vẫn nên về trước thì hơn. Đợi đã. Anh Lâm, thực ra tôi tìm anh tới là muốn giúp anh chọn một món quà. Không phải ngày lễ mua quà gì chứ. Hôm qua anh giúp tôi một việc lớn như vậy. Tôi cho anh tiền, anh lại không nhận. Cho nên tôi cảm thấy rất áy náy. Chuyện này là một người đàn ông cũng sẽ làm như vậy thôi. Không sao, không sao, tôi đi trước đây. Anh Lâm, anh đợi đã. Anh ở đây đợi tôi. Đừng đi đó.
Anh Lâm, ngại quá, để anh đợi lâu rồi, không sao. Đồ này tặng cho anh. Đã nói không cần mà. Bao nhiêu vậy? 160 tệ. 160 tệ. Rẻ vậy sao? Đẹp quá. Cái này bao nhiêu tiền? 160 tệ. 100. Còn rẻ hơn gì xích đồng của tôi à? Mua ở đâu? Trung tâm thương mại Galaxy International. Tôi cũng muốn một cái. Đi, đi với tôi. Cậu đi với tôi. Xin chào, hoan nghênh quý khách. Xin chào, chúng tôi muốn mua một chiếc đồng hồ. Dạ được, vậy anh cần kiểu nào? Kiểu này. Dạ được ạ, tôi lập hóa đơn cho quý khách đây. Thanh toán đi. Mua đồng hồ. Cảm ơn tiên sinh. Chỗ chúng tôi không cho phép nhận tiền bo của khách ạ. Bo cái gì? Mua đồng hồ. Anh thật biết đùa. Số tiền này đâu có đủ. Không phải 160 tệ à? Xin lỗi tiên sinh. Chiếc đồng hồ này của chúng tôi tổng giá trị 1.600.000. Cảm ơn. Cậu phát tài rồi. Phát tài cái đầu anh. Mau chóng trả lại cho người ta. Cậu bị điên à? Không điên. Kiếm của người ta món hời lớn như vậy muốn chết người à? Không phải cậu. Đúng. Mạng của cậu không đáng bao nhiêu tiền. Cậu vậy mà lại bị một tên bảo vệ nhỏ bé lừa lấy đi 1.600.000. Anh ấy không lừa mình. Chiếc đồng hồ đó mình tự chủ động tặng anh ấy. Anh ấy thậm chí còn không biết bao nhiêu tiền. Không biết. Sao lại không biết chứ? Một chiếc đồng hồ đẹp như vậy anh ta không nhìn ra sao? Chị à, chị quá ngây thơ đấy. Đàn ông không tham của sao còn tồn tại chứ? Giám đốc Tần, ngài Lâm tìm cô. Xin lỗi. Giám đốc Tần, tôi tới trả cô cái đồng hồ này. Xin lỗi cô, tôi không ngờ cái đồng hồ này đắt như vậy. Cô vẫn là nên cầm về thì hơn. Ngài Lâm, ngài Lâm, đợi một chút. À, giám đốc Tần, chuyện gì vậy? Anh vẫn nên nhận đồng hồ này đi. Tôi không lấy được. Tại sao chứ? Tôi đeo cái này buổi tối tôi ngủ không yên. Vậy anh tháo ra rồi đi ngủ. Ý tôi không phải vậy. Vậy ý anh là gì? Lẽ nào anh chê đồng hồ của tôi có vấn đề à? Đồng hồ của cô không vấn đề, là tôi có vấn đề. Được thôi. Thôi, được rồi. Vậy tôi giữ lại là được. Anh đừng đi vội. Như vậy thì ổn hơn. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Cái gì? Cuối tuần này anh rảnh không? Chuyện gì? Tôi muốn mời anh tham gia một buổi tiệc. Anh nói xem tôi nên đi hay không? Anh đi không thì tôi không biết. Dù sao thì tôi chắc chắn sẽ đi. Liên quan gì đến anh? Sao lại không? Bởi vì cái đồng hồ đó tôi không ngủ 2 ngày 2 đêm rồi. Người phụ nữ giàu có tặng anh chiếc đồng hồ 160 dạng kia. Trông thế nào? Trông cũng được. Vậy thì tốt quá rồi. Tốt cái gì? Cậu nói xem, tôi mà tán được người phụ nữ giàu có này thì sau này chúng ta muốn gì được nấy. Đừng nghĩ về những chuyện kiểu đấy nữa. Người ta sao lại nhìn trúng anh được chứ? Tôi nói danh nhé, bây giờ khẩu vị của mấy người có tiền đặc biệt lắm. Yên tâm đi, dù có đặc biệt cũng không nhìn trúng anh đâu. Nhờ một chút. Căn nhà này đủ lớn rồi chứ? Đủ để trượt nước trong nhà luôn rồi. Mẹ, con về rồi. Chào hỏi chưa? Chào chú. Chào ông. Đứa trẻ này hiểu chuyện ghê. Mời. Ngài Lâm, ngài chọn một món đi. Không cần đâu. Thịt mu su. Hả? Thịt mu su. Xin lỗi, tôi không biết làm.
thịt musu mà cũng không biết làm. Địa Tam Tiên biết nấu không? Ngài, đây không phải thực đơn, đây là danh sách những bài tôi chơi được. Xin lỗi, tôi không hiểu. Vậy cô cứ chơi bừa một bài đi. Chơi bừa đi. Đúng rồi, cô chơi bài gì tôi sẽ ăn bài đó. Cô chơi bài gì tôi nghe bài đó. Giám đốc Tần, dùng bữa được rồi. Chỗ đồ ăn này tôi mời một vị đầu bếp quốc tế tới nấu đấy. Hai anh thử xem thế nào. Không cần thử đâu, nhìn là biết rồi. Biết gì chứ? Biết là bữa cơm này không hề rẻ. Tiền không quan trọng. Điều quan trọng là hai anh có hài lòng không. Anh ấy hài lòng hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi thì có ý kiến đấy. Sao vậy? Đồ ăn ngon thế này mà không có đũa. Tôi mang lên ngay. Nào, kính hai vị. Được dùng bữa cùng hai vị, tôi thật sự rất vui. Ôi, lại thua rồi. Chán quá. Ai chán chứ? Có bản lĩnh thì chú chơi đi nào. Để chú cho cháu xem. Những người này ấy à? Là chồng tôi. Ai là chồng cô? Cả ba đều là chồng tôi. Bọn họ chết thế nào? Người chồng đầu tiên, việc làm ăn thất bại nên tự tử. Người thứ hai làm ăn thành công quá, phấn khích quá nên bệnh tim tái phát, chết. Người chồng thứ ba trên đường đi bàn công chuyện bị tai nạn xe, chết. Sao ba người lại bất hạnh như vậy chứ? Ngày Lâm, ngài có muốn cùng làm với tôi không? Cái gì chứ? Bảo bối à, mẹ hỏi con nhé. Con thấy chú hôm nay đến nhà thế nào? Chú đó bình thường. Ông thì tốt. Ông sao? Anh muốn từ chức thật à? Đúng. Tại sao? Tôi muốn nhân lúc còn trẻ ra ngoài xông pha một chút xem sao. Anh lớn tuổi hơn tôi mà, còn trẻ trung gì nữa. Tôi thấy anh không có triển vọng gì đâu. Tôi nghĩ kỹ rồi, cho dù có đâm đầu vào tường thì tôi cũng sẽ không quay đầu lại đâu. Có chí khí. Chúc anh thành công. Chào mừng gia nhập vào tập đoàn Tứ Lăng. Cảm ơn giám đốc Tần. Không biết tôi có thể làm được gì cho quý công ty không? Không cần làm gì cả, chỉ cần làm trợ lý cho tôi. Trợ lý? Dòng do nửa ngày trời, hóa ra tôi chỉ là lái xe thôi à. Không chỉ là tài xế, có rất nhiều chuyện tôi cần anh giúp xử lý. Không thành vấn đề. Giám đốc Tần, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Viện bảo tàng mỹ thuật. Được, viện bảo tàng mỹ thuật. Sao, anh mệt à? Không phải, chỉ là tôi không hiểu gì về những thứ này thôi. Không hiểu. Này, anh nhìn đi. Bức tranh này tên là Kẻ Chờ Đợi Đơn Độc. Cô bé trong bức tranh rất khát khao có được tình yêu. Cô đơn như vậy, vô vọng như vậy. Nhưng từ trong ánh mắt của cô bé, anh có cảm giác được điều gì không? Sự hạnh phúc. Sao lại hạnh phúc chứ? Phải là sự bi thương hay là thê lương chứ? Không phải tôi bảo cô bé ấy hạnh phúc, mà là tôi cảm nhận được sự hạnh phúc. Cô bé đáng thương như vậy, sao anh lại thấy hạnh phúc chứ? Ôi, tôi không hiểu gì đâu giám đốc Tần. Đi thôi, đi thôi. Giám đốc Tần. Giám đốc Tần, trùng hợp vậy sao? Giám đốc Mã, giám đốc Lâm, hai anh cũng xem tranh nè. Giám đốc Tần ngày càng xinh đẹp rồi. Cảm ơn. Vị này là... Tôi giới thiệu với hai người. Đây là anh Lâm. Xin chào. Xin chào, rất hân hạnh được gặp anh. Anh Lâm. Anh Lâm làm việc ở đâu thế? Tôi... Anh ấy làm ở tập đoàn của chúng tôi, tức là tập đoàn Tứ Lãng.
lại có thêm cổ đông mới à? Tôi không phải cổ đông, anh ấy là trợ lý của tôi, trợ lý của giám đốc Tần. Vậy chắc chắn là một người rất có tài rồi. Anh Lâm, anh thấy bức tranh này thế nào? Bức tranh này tên là Kẻ chờ đợi đơn độc. Cô bé trong bức tranh, anh có thể nhìn thấy sự khát vọng với tình yêu của cô bé. Cô bé đơn độc biết bao, không hề có chỗ dựa. Mọi người chú ý vào mắt trái của cô bé. Anh nhìn lâu, nhìn lâu thật lâu, nhìn lâu thì sẽ thấy rất bi thương, rất buồn bã. Đặc biệt là chú chó kia. Nếu như nhìn chăm chú, thực sự sẽ khóc đấy. Tốt. Anh Lâm, làm phiền anh đưa ra một mức giá cho bức tranh này. Định giá à? Bức tranh này mấy chục, không thể rẻ thế được. Ít nhất phải 300. Ba. Có cách rồi. Tuyệt thật. 1000. Có mắt nhìn quá. Vừa nãy tôi đã nghe ngóng rồi, bức tranh này ít nhất cũng 1000 vàng. Bức tranh này tôi mua rồi. Dạ được. Giám đốc Tần, chìa khóa. Không cần đâu, anh lấy xe về đi. Sáng mai đến đón tôi. Được không? Không ổn sao? Được, đương nhiên là được rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi, tại sao anh từ chức. Thì ra là cua được người giàu rồi à? Cua người giàu thì sao? Người khác muốn cũng chẳng cua được. Nhìn anh có đẹp mã lắm đâu nhỉ? Vậy mà vẫn tán được à? Đâu có, người ta không có ý ấy đâu. Lại còn không có ý đó, cho anh cả xe luôn rồi. Tặng xe gì chứ? Tôi làm tài xế cho người ta thôi. Được rồi, lái xe đưa tôi ra ngoài làm việc chút đi. Làm việc gì? Đi mua rau. Lái xe này ra chợ mua rau à? Để tối tôi còn nấu cơm cho anh nữa. Con mẹ anh. Giám đốc Tần, bây giờ chúng ta đi đâu? Đến trung tâm thương mại để mua quần áo cho anh. Mua quần áo cho tôi. Bây giờ anh là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Tứ Lãng, là người có sự nghiệp thành công. Quần áo rẻ tiền, người ta sẽ cười cho đó. Thực ra quần áo của tôi cũng xịn mà, chỉ là cô không biết thôi. Tôi phục anh luôn đấy. Trình độ tán gái của anh cao quá. Đừng nhắc nữa, tôi sắp khó chịu chết mất rồi. Cái gì? Cậu sắp gả vào hào môn rồi, còn khó chịu gì nữa chứ? Hai chúng tôi không cùng đẳng cấp. Tôi sợ người ngoài cười tôi là mấy đứa dựa vào nhan sắc để ăn bám. Anh yên tâm, chẳng ai nói anh là có nhan sắc đâu. Nhưng ăn bám thì không chắc rồi. Muốn nghe sự thật không? Đương nhiên rồi. Nói thật, tôi hơi thích cô ấy rồi. Đây không phải nói thật mà là nói thừa. Giàu có thế ai mà không thích? Tôi thích cô ấy chứ không phải thích tiền. Vậy cậu thích cái gì ở cô ấy? Tôi thích sự lương thiện, hiểu chuyện, biết tôn trọng, quan tâm tôi. Đặc biệt là lúc cô ấy cười, cảm giác thân thiết vô cùng. Nó khơi dậy dục vọng mạnh mẽ trong tôi. Dục vọng gì? Muốn bảo vệ cô ấy. Ôi trời, công ty lớn thế, không có vệ sĩ à? Tôi nói là kiểu bảo vệ cô ấy như một người đàn ông ấy. Hiểu rồi. Tôi cũng muốn bảo vệ đấy.
Anh biến đi. Sao tôi thấy hai người như kiểu thông đồng với nhau vậy? Muốn chết à? Cho dù là trai tài gái sắc thì tôi cũng không hiểu được Tư Tư. Sao anh không hiểu được tôi? Sao cô lại nhìn trúng anh ta chứ? Thực ra bọn tôi bây giờ thế này phải cảm ơn một người. Ai thế? Nếu như tò mò thì tôi có thể đưa hai người đi gặp. Anh là Mệnh Mộc, tuổi trâu, mặc đồng phục. Ra là cô à? Tôi đến để cảm ơn ông đã giúp tôi tìm được hạnh phúc. Nói thế tức là cô tìm được quý nhân rồi. Đúng vậy. Hôm nay đưa qua để ông xem. Không phải khách sáo, tôi nhìn là biết là vị này rồi. Chắc chắn là người mặc đồng phục ấy mà. Gương mặt phúc hậu quá. Sai rồi, không phải anh ấy, là anh ấy. Vị này làm việc ở đâu thế? Không dám. Tôi là bảo vệ. Bảo vệ? Bảo vệ mà cũng tính là mặc đồng phục à? Không phải ông nói thế sao? Ồ, đúng. Vậy bảo vệ là mặc đồng phục à? Cô yên tâm, có anh ta rồi, sau này cô không bị xui nữa đâu. Anh ta không chỉ không khắc cô, hơn nữa còn giúp cô nữa. Từ nay về sau, bất luận là chuyện gia đình hay sự nghiệp, tất cả đều rất là thuận lợi. Đại sư, cái này là để tỏ lòng thành. Cô khách sáo quá. Quá ra em yêu anh là vì tên lừa đảo này à? Không phải. Em thấy thầy nói đúng mà. Thầy cái gì? Ông ta là đồ lừa đảo. Anh nói em nghe, anh không phải quý nhân của em. Anh chỉ là một thằng bảo vệ bình thường. Lâm Trung Phi, anh đợi chút đã. Chú bảo vệ này còn dữ hơn cả mấy người canh gác nữa à? Đại sư, tôi có tìm được người phụ nữ nào giàu có không? Hơi khó. Ông là đồ lừa đảo. Được thôi, còn dữ hơn cả bảo vệ. Cái gì? Anh muốn về đội bảo vệ làm gì cả? Đúng. Tôi không hiểu thật đấy. Không phải anh lấy được vợ giàu, sống cuộc sống giàu sang rồi sao? Làm gì có bản lĩnh đó. Anh ấy à, anh như kiểu cắm hành trên mũi heo ấy, thích giả giờ. May mà anh về sớm. Tôi mà nộp lên thì anh có muốn về cũng không còn cơ hội đâu. Đúng đúng. Cảm ơn anh. Đội trưởng, ừ, kiếp sau tôi có làm trâu làm ngựa, tôi làm gì cũng không quên ơn anh đâu. Nói mấy lời này có ích gì chứ? Được rồi, đi tuần đi. Tuân lệnh. Anh mà còn đòi cưới vợ giàu. Anh tưởng tôi giống anh à? Trời sinh đã có tướng phú quý. Lâm Trung Phi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Xin lỗi, tôi đang đi làm, không có thời gian. Tôi biết anh giận, nhưng tôi bắt buộc phải nói chuyện với anh ngay lập tức. Tôi không giận cô, tôi chỉ không muốn nói chuyện với cô. Tại sao? Không vì sao cả, không có lý do. Được rồi, đi ngay đây. Làm phiền cô lấy xe đi chỗ khác. Không đi. Anh mà không nói chuyện với tôi sẽ dừng xe ở đây, không đi đâu cả. Ừ.
Được rồi, đừng giận nữa mà. Em thừa nhận em sai. Cô sai ở đâu chứ? Em không nên tin thầy bói kia. Ông ta là đồ lừa đảo. Bây giờ em biết ông ta lừa đảo rồi. Nhưng em có lừa anh đâu. Em thừa nhận em là vì ông ấy nên mới quyết định yêu anh. Nhưng anh tin em đi, em không vì ông ta nên mới yêu anh đâu. Vậy tại sao cô lại yêu tôi? Bởi vì anh chân thành, lương thiện, lạc quan, không tham lam. Điều quan trọng nhất là anh rất nhỏ mọn. Ai nhỏ mọn chứ? Ai nhỏ mọn người đó biết. Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tôi lại không làm nữa. Lại cứ được vợ giàu rồi à? Không có. Lần này là phải đi thật à? Ừ. Không được hối hận đâu nhé. Được. Đi vui. Nhẹ nhàng một chút. Trợ lý Lâm, hôm nay anh đẹp trai đấy. Cảm ơn giám đốc Tần. Anh gọi em là gì? Giám đốc Tần. Nhớ đó, sau này không có ai thì đừng gọi em như vậy. Không có ai thì cứ gọi em là Tư Tư. Được, thưa giám đốc Tần. Cái gì? Tư Tư. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đi đến một nơi đặc biệt. Đây không phải nghĩa trang à? Đúng vậy. Chúng ta đến đây làm gì? Đi thăm bọn họ. Bọn họ là ai? Chồng em. Ba người chồng của em đều được chôn ở đây. Em đến thăm họ là được rồi. Đưa anh đến làm gì? Bởi vì em muốn để bọn họ thấy anh. Gặp anh sao? Sao lại nhìn thấy anh được? Có lẽ bọn họ không nhìn thấy. Không cần có lẽ đâu. Chắc chắn là không nhìn thấy rồi. Không biết có phải là do vấn đề tâm lý không. Em cứ thấy bây giờ họ ở một góc nào đó nhìn hai chúng ta. Đừng dọa anh. Không có dọa. Em cảm nhận được thật mà. Như là em có thể cảm giác được. Họ luôn ở bên em, âm thầm ở bên em. Này này, em đừng nói nữa, anh đi đấy. Anh đi đâu? Em còn muốn nói chuyện với họ. Anh đợi chút. Được, được, được. Thân yêu, em đến thăm các anh đây. Không biết là ba anh ở đó có ổn không? Các anh yên tâm nhé. Cũng không cần lo cho em với con đâu. Thực ra em vẫn luôn nhớ các anh. Đúng rồi, hôm nay em còn đưa một người tới nữa. Anh ấy tên là Lâm Trung Phi. Như ba anh ấy cũng là người tốt. Em đưa anh ấy đến là để trưng cầu ý kiến của các anh. Nếu các anh không có ý kiến gì thì em quyết định gả cho anh ấy. Lâm Trung Phi, anh ngồi trên mộ làm gì vậy? Cái gì? Sao chứ? Em mua cho anh sẵn đấy. Như vậy thì sau này gia đình chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Sợ à? Anh không sợ. Tuy anh nghèo nhưng anh cứng lắm. Cứng gì chứ? Mệnh cứng. Em tưởng cái gì cứng chứ? Mệnh thôi. Đúng vậy. Hai người làm gì thế? Bọn chú đang chơi trò chơi. Đúng vậy, chơi trò chơi. Con già, con ách. Anh làm rơi rồi. Gió mà, rơi rồi. Vất vả rồi giám đốc Tần. Cẩn thận.
Trợ lý Lâm, tài liệu cho buổi đấu giá chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong rồi, vất vả rồi, không có gì đâu Tư Tư. Đừng khách sáo, giám đốc Tần. Giám đốc Tần, lần đấu giá này cô tự thân ra mặt, chúng ta chắc chắn thắng rồi. Ngàn lần không được lơ là cảnh giác. Nhớ kỹ, giá sàn của kỳ đấu giá này là 300 triệu. Đã rõ. Xin chào giám đốc Tần, chào mừng cô đến tham gia buổi đấu giá. Mời đi theo tôi. Này giám đốc Tần, tôi muốn đi vệ sinh. Đi nhanh lên. Mời đi bên này. Người anh em, hạng mục lần này chúng ta ăn chắc rồi. Chưa chắc đâu. Nghe nói tập đoàn Tứ Lan hôm nay cũng đến buổi đấu giá. Bọn họ không có thực lực đến thế đâu. Tôi nói anh biết, công ty của họ đến 100 triệu cũng không có. Này, 100 triệu, giá sàn của chúng tôi là 300 triệu đó. 300 triệu, 100 triệu. Thật không ngờ, lần đấu giá này chúng ta lại thua tập đoàn Ngũ Hưu. Giám đốc Tần, xem ra đối phương biết trước giá sàn của chúng ta. Cô xem có thể nào có người trong công ty chúng ta tiết lộ không? Không thể nào. Công ty chúng ta không thể nào có nổi gián được. Chờ chút. Cảm ơn nha. Cảm ơn tôi làm chi? Chỉ là cảm ơn thôi. Gặp lại sau nhé, giám đốc Tần. Tôi đi vệ sinh, đụng trúng họ. Tôi thật không ngờ anh lại đem giá sàn của công ty nói cho họ hay. Tôi thật sự không biết bọn họ cũng đến đấu giá. Anh không biết? Anh là trẻ con à? Anh không hiểu được thương trường như chiến trường à? Chỉ một câu nói vô trách nhiệm của mình, anh đã tạo ra tổn thất cho công ty bao nhiêu không? Tôi xin lỗi. Xin lỗi là xong à? Tổn thất của công ty tính sao đây? Lên xe đi. Giám đốc Tần, vì chúng ta đã không lấy được hạng mục này, dự tính công ty chúng ta đã tổn thất gần 400 triệu. Còn gì nữa không? Giám đốc Tần, hội đồng quản trị quyết định mở cuộc họp, yêu cầu giám đốc giải thích lần mất mát này. Tôi biết rồi. Không ngờ hắn ta lại là nội gián của công ty. Dự án mà công ty khổ cực theo cả năm trời đều bị hắn ta phá hết. Thật không hiểu nổi giám đốc Tần nghĩ gì mà để hắn ta vào công ty. Dùng người thất bại quá, chắc giám đốc Tần đang hối hận lắm. Đúng vậy, quá mưu mô. Anh có biết thương trường như chiến trường không? Chỉ một câu nói vô trách nhiệm của mình đã tạo ra tổn thất bao nhiêu không? Các vị quản trị viên, bởi vì sai lầm của tôi đã tạo ra tổn thất không cần thiết cho công ty. Tại đây, tôi thành thật xin lỗi tất cả các thành viên ban quản trị và tôi đồng ý gánh mọi trách nhiệm. Giám đốc Tần, tôi nghe nói công ty có nội gián. Cô có thể giải thích chuyện này với tất cả mọi người không?
rốt cuộc là ai? Công ty tuyệt đối không có nội gián. Không thể nào. Tôi nghe nói tên nội gián này có mối quan hệ không rõ ràng với cô. Hình như là... là một tên trai bao à? Cô... cô biết nói tiếng người không? Tôi nói cho cô biết, đừng ở đây ngậm máu phun người. Chuyện này không có liên quan gì tới giám đốc Tần hết. Có vấn đề gì thì cứ lôi tôi ra. Anh là ai? Tôi chính là tên trai bao đó. Anh là trai bao, thế nào? Khẩu vị này nặng quá rồi. Đừng có vô nghĩa nhiều vậy. Không phải mấy người muốn bắt nổi gián sao? Chính là tôi đây. Anh đi ra ngoài, ở đây không có chỗ anh nói chuyện. Tôi đương nhiên phải ở đây. Không cần, tôi kêu anh ra ngoài nghe không? Đi ra mau. Được, tôi đi ra. Giám đốc Tần, làm phiền cô rồi. Đây là đơn từ chức của tôi. Tạm biệt. Chờ chút. Lâm Trung Phi, anh chờ đó. Chờ em với. Em xin lỗi, vừa nãy trong kia em hết cách mới phải nói như vậy. Anh hiểu mà. Nếu như là anh cũng sẽ làm như vậy. Vậy thì anh rút lại cái này đi. Không được, giám đốc Tần. Anh đã quyết định trở về làm chính mình, ở cùng với em. Anh mệt quá. Lâm Trung Phi, anh chờ đã. Anh nghe em nói, chuyện không phải như vậy. Chào giám đốc Tần, cô có thể cho chúng tôi biết. Tại sao tập đoàn Tứ Lan lại thất bại trong buổi đấu giá không? Chào giám đốc Tần, tôi là phóng viên ở tờ báo Trời Sinh Thích Kinh Tế. Nghe nói lần đấu giá này quý công ty thất bại là do có nội gián xuất hiện. Nói bậy, không có chuyện như thế. Giám đốc Tần, tôi là phóng viên tờ Bát Quái hàng tuần. Nghe nói tên nội gián này là một nhân viên bình thường. Anh ta từng là bảo vệ và hiện giờ đang là bạn trai cô. Có thật không? Nói lời vô nghĩa. Tôi có thể nhận lấy toàn bộ trách nhiệm mà nói với mọi người. Tôi đang độc thân, không có bạn trai. Giám đốc Tần, tin tức này được nhân viên của cô nói lại. Đây là vu khống và phỉ báng. Các người tự nghĩ xem, tôi là quản trị viên trưởng của một tập đoàn, sao lại có tình cảm với một nhân viên bình thường chứ? Giám đốc Tần, rốt cuộc là ai để lộ tin tức? Anh ta chỉ là một nhân viên thời vụ tạm thời và đã bị khai trừ rồi. Có thật không? Cô có thể nói chi tiết hơn không? Giám đốc Trần, cô có thể tiết lộ thêm chút không? Giám đốc Trần, cô nói thêm đi. Giám đốc Tần, cô nói thêm đi, được không? Từ chức rồi à? Tại sao vậy? Không muốn lại gây thêm phiền phức cho cô ấy nữa. Người ta không chê cậu phiền, tôi tự thấy mình phiền được không hả? Tại sao không bắt máy? Không muốn làm mệt bản thân nữa. Tôi thực sự buông bỏ rồi. Đau quá thì phải buông thôi. Cửu ca,
Đến rồi. Anh ấy có đây không? Cậu ta đi du lịch rồi. Tại sao anh ấy không bắt máy của tôi? Cậu ta nói cậu ta đau lòng, muốn buông bỏ. Tôi hiểu rồi. Chúc anh ấy may mắn. Phiền anh giúp tôi nói với Lâm Trung Phi. Tôi cũng rất đau, cũng muốn buông bỏ rồi. Nếu ở đây đã không còn thứ gì đáng lưu luyến nữa thì tôi muốn rời khỏi. Hy vọng sau này chúng tôi vẫn còn cơ hội gặp mặt. Cửu ca, anh bảo trọng nhé. Ừ. Thiên Nga muốn ăn thịt cóc mà cóc lại còn không cho cơ hội. Đúng là ngược đời mà. Không phải lúc nào anh cũng cười tôi là đồ bám váy đàn bà sao? Nói thật thì váy cũng không dễ bám đâu. Không dễ đâu. Anh có thể yêu phải ma quỷ, nhưng tuyệt đối không được yêu trúng phụ nữ Bạch Phú Mỹ. Tôi xác thực là không hiểu. Muốn nghĩ thì nghĩ, muốn làm thì làm. Anh tưởng chỗ này của tôi là chợ tự do à? Tùy ý dạo chơi sao? Anh đã lên báo rồi đây, còn là trang tin tức đầu nữa. Tôi thực sự không hiểu. Khi nào mà anh học được thói đầu cơ vậy? Rồi từ bao giờ đã vô được giới giải trí rồi thế? Tôi có vô đó đâu. Tôi bị nó dây lại đó chứ. Phải, anh bị cái giới giải trí này dây lại. Nhưng thấy anh bên trong cũng vui lắm. Khi nào đó dắt tụi tôi vô trong đó chơi. Đội trưởng, anh cho tôi thêm một cơ hội được không? Không phải tôi không cho anh cơ hội. Bây giờ chỗ này của tôi là một cái hố chứa một cái củ cải. Trừ phi có người từ chức, không thì không có chỗ cho anh vô đâu. Được rồi, đi thông thả. Báo cáo đội trưởng. Nói, tôi muốn từ chức. Được, cho phép. Tôi thật sự không hiểu cái tên phân chó này sao lúc nào cũng hên như vậy. Đi làm đi. Cảm ơn đội trưởng. Tiểu Tam, cậu từ chức rồi định làm gì? Tôi muốn vào giới giải trí. Cút. Mẹ ơi, chúng ta sắp đi đâu vậy? Chúng ta sẽ đến một nơi không có phiền não, không có lo âu.
Một năm sau. Tôi quyết định trước mùa xuân năm nay kết thúc cuộc sống độc thân của mình. Phản ứng dữ dội thế, cậu có ý gì đó? Có phải cậu cũng muốn kết hôn không? Tôi không gấp. Không gấp. Vẫn còn nhung nhớ cái cô Tần Tư Tư kia sao? Đã hơn một năm rồi, người ta sớm quên sạch cậu rồi. Đâu có, tôi cũng quên cô ấy rồi. Quên thật không đó? Dù sao thì hai chúng tôi cũng không còn cơ hội gặp mặt. Tôi không gấp. Đúng thế, cậu không gấp. Ở nước ngoài có quen không? Cũng khá quen rồi. Chị còn tưởng em sẽ không về nước nữa đấy. Kỳ thật lần này quay về, sau khi chuyển giao xong hết cổ phần của mình, thì em sẽ không về nữa. Các anh em, vừa rồi nhận được một thông báo. Ngày mai chúng ta tiến hành một công tác bảo an cực kỳ quan trọng trong hội nghị thương nghiệp. Ngày mai sau khi đến nơi, tôi sẽ sắp xếp nhiệm vụ cụ thể sao? Mọi người đều phải nâng cao tinh thần lên, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Có niềm tin không? Có. Cậu, đứng chỗ kia. Cậu, bên đó. Cậu, bên này. Tập đoàn Tứ Lan. Đây không phải là công ty cũ của cậu sao? Từ khuya đã không còn quan hệ gì rồi. Đến rồi, đến rồi. Sao vậy? Không có gì. Các vị khách quý, các vị bằng hữu, chào tất cả mọi người. Hoan nghênh đến với hội nghị chuyển giao cổ phần của tập đoàn Tứ Lan. Đầu tiên, xin một tràng pháo tay để chào đón cô Tần Tư Tư mới từ nước ngoài trở về. Cảm ơn. Thành tựu ngày hôm nay của tập đoàn Tứ Lan không thể không kể đến đóng góp của các vị. Một năm trước, giám đốc Tần đã đưa ra một quyết định can đảm, di dân đến nước ngoài sống một cuộc sống bình thường. Quan trọng nhất là cô ấy muốn chuyển giao lại toàn bộ cổ phần của mình mà không cần lợi nhuận gì cho tất cả các quản trị viên của tập đoàn. Thật là một hành động khiến người khác cảm phục. Bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt hoan nghênh giám đốc Tần mở lời phát biểu. Chào mọi người. Thật ra tôi không có vĩ đại như người chủ trì vừa mới diễn tả. Tôi chỉ là một người phụ nữ. Nhưng tôi không phải là một người phụ nữ thép. Tôi chỉ muốn là một người con gái bé nhỏ, là một chú chim nhỏ có thể nép mình vào người khác. Tôi cần có một người yêu thương mình, có thể lặng im ngồi cùng tôi trên sofa, vừa coi TV, vừa ăn giặt. Tôi muốn một người yêu tôi, có thể cùng tôi vừa nghe nhạc vừa đọc tạp chí. Tôi muốn một người thấu hiểu tôi. Vào lúc tôi tức giận không vui, có thể kể chuyện cười, chọc tôi vui vẻ. Cho nên tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để dành cho những người tôi yêu và người yêu tôi. Giám đốc Tần, cô có thể tiết lộ một chút người mà cô yêu kia là ai không? Tôi vẫn đang chờ
Cái người mà cô nói kia, có thể anh ta chỉ là một người qua đường trong cuộc đời. Cũng có thể chúng tôi đã sớm bỏ lỡ nhau mất rồi. Người mà cô nói là ai vậy? Không phải là người bảo vệ trong lời đồn ngày trước chứ? Quá đáng rồi đó. Xin hãy chú ý khi nói chuyện. Không sao. Kỳ thực, tôi nhận ra trong tình yêu không có khái niệm thân phận và địa vị. Hạnh phúc đâu chỉ là quyền lợi của những người giàu có và thành công đâu. Người thành công chưa chắc đã sở hữu tình yêu hạnh phúc, mà người bình thường cũng có thể hưởng thụ mật ngọt tình yêu. Tình yêu chân chính tuyệt đối không phải là thứ được đánh giá là hoàn mỹ bởi con mắt của người ngoài. Tình yêu chân chính là tình yêu đến từ hai trái tim chân thành đồng cảm, là vào thời điểm còn có thể yêu, hiểu được cách trân trọng, là vào thời điểm không thể yêu nữa, thì học cách để rời đi. Mọi người nhìn kia, anh ta chính là người bảo vệ kia. Chờ đã, chờ đã. Xin chào. Xin chào. Tôi muốn gửi cái này cho cô Tần Tư Tư. Xin hỏi cô ấy ở phòng nào? Cô ấy ở phòng tổng thống tầng 1. Được, cảm ơn. Xem nè, tin cực nóng, Tần Tư Tư về nước rồi. Tôi đã đi nghe ngóng về khách sạn mà cô ấy ở. Có muốn gặp không? Tôi lái xe đưa cậu đi. Được rồi. Tình yêu chân chính là vào thời điểm còn có thể yêu, hiểu được cách trân trọng, là vào thời điểm không thể yêu nữa thì học cách rời đi. Cậu học được ở đâu mấy câu gớm ghiếc này vậy? Alo, ai đấy? Tư Tư. Hơn một năm rồi, cô còn nhớ số điện thoại của tôi sao? Cô có chỉ thị gì? Nhờ anh giúp tôi chuyển lời với Lâm Trung Phi. Hôm nay tôi đã nhìn thấy anh ấy. Cũng giống y một năm trước, vẫn chẳng có gì đặc biệt, vẫn khiến tôi xem thường. Cái đó, tôi nói thật với cô, bây giờ tôi cũng xem thường nó lắm. Bất kể thế nào, cũng cảm ơn hai người đã từng đem lại cho tôi sự vui vẻ. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ bay. Chúc phúc hai người có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Tạm biệt. Sao rồi? Anh xem thường tôi thật à? Tôi thực sự xem thường cậu. Mỗi ngày đều tự cao tự đại, đến khi gặp chuyện liền rụt đầu vào. Có giống đàn ông không? Thực sự thì cậu chính là một tên thái giám lục nghề thất bại tận cùng. Có biết cuộc gọi này có ý nghĩa gì không? Ý gì? Đến giờ còn không hiểu à?
Người ta nói với cậu đây là cơ hội cuối cùng. Nếu cậu không nắm bắt lấy, sẽ hối hận suốt đời đấy, hiểu không? Im lặng không phải lúc nào cũng là vàng đâu. Còn có thể là hèn đó. Tôi đây mới ngủ được một lúc, cậu giúp tôi đi tìm một người đi. Cái gì? Ai? Thôi khỏi nói nữa, tôi biết rồi, đi. Cảm ơn. Cố gắng lên. Người trong phòng đâu rồi? Vừa mới trả phòng rồi, hình như là đến sân bay. Cảm ơn. Cô ấy đi rồi, đuổi theo. Rẽ đường tắt, đi đường tắt. Tránh đường. Nhanh đuổi theo, đuổi theo. Từ từ, em nhìn kìa. Kệ bọn họ, tăng tốc đi. Có thể nhanh hơn được không? Này, chờ một chút. Chạy đến gần đi. Từ từ. Từ từ. Từ từ. Em nghe anh giải thích được không? Em dừng xe lại đi, xin em đó. Từ từ. Từ từ, dừng xe. Cũng si tình với em quá đấy. Từ từ. Cho dù là chết, em cũng phải cho anh chết một cách minh bạch chứ. Từ từ, em nói gì đi. Đừng nhìn nữa, lái xe. Vĩ đại quá. Tôi ủng hộ cậu.
Tôi không tin là họ không dừng lại. Thật sự không dừng sao? Chị còn không đập hắn đi. Quá ngầu. Không sao. Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Anh muốn em ở lại. Anh có tư cách gì mà muốn tôi ở lại? Anh là trợ lý của em mà. Không phải anh từ chức rồi sao? Xin lỗi, trễ rồi. Tốt xấu gì thì cũng trả lại cái dây chuyền cho anh chứ. Đã chôn luôn với mộ của anh rồi. Tôi đồng ý, nhưng vẫn hy vọng hai người chúng ta có thể cùng chết. Đeo nó cả đời này, vậy thì anh sẽ thắng. Đồng ý. Tại sao không mang theo? Không phải anh đến để mang nó đi. Anh đến để tìm cô gái đeo nó. Chúng ta đã cược rồi. Nếu tôi đeo thì anh sẽ thắng. Không, em thắng rồi. Em thắng từ khuya rồi. Nhưng anh vẫn hy vọng hai chúng ta có thể chết cùng nhau. Đừng gấp, ngày đó nhất định sẽ đến.